Su nhà em á thì năm nay là được 2 tuổi rồi. Xưa em mua su là ở trong Sài Gòn á. Em su nhà em thì cái giống này là giống bun đồ. Đó, cái giống này nó khả năng đi hai chân tốt lắm. Đó, thì em cũng huấn luyện cho su thì trong vòng 2 năm thường xuyên tập cho su. Nên năm nay là su nhà em có được cái khả năng như thế. Nói gì cũng biết nghe hết á. Giờ mình chỉ cần em nói su lá chanh cái này, lá chanh cái kia, su bắt tay bắt đồ, su làm toán là cực kỳ giỏi luôn, cực kỳ thông minh luôn. Su ơi. À giỏi. Su bắt tay. Su ve. Rồi su nằm xuống. Su nằm. Nằm xuống. Lúc mà em mới mua về á thì yếu lắm, chứ không có được như bây giờ đâu. Nằm một chỗ rồi bị tích nước rồi nữa nè, rồi bị ho củi tùm lum hết. Bắt đầu là em mới chữa. Em chữa cho su đến gần 3 tháng đó. Su nhà em thì được mẹ em thiết kế ra nhiều bộ đồ lắm. Nói chung là tất cả các dân tộc, là mỗi dân tộc là có một bộ đồ, rồi các bộ đồ của các nước nữa. Nó ghi lên đây cho mẹ cột cái này lên cho nó xinh nha con nha. Đi từ xuống đây. Thì su ăn hạt đồ thôi chứ không có ăn cơm như những giống chó khác đâu. Ăn hạt, ăn xúc xích, ăn phô mai thôi. Tiểu hay là vệ sinh đi là tự biết chạy, tự động nha. Chạy vô trong một cái khay, em có cái khay vậy đó, là cái khay tiểu của su. Là su tự chạy vô đó, su đi tiểu luôn, không cần phải nói gì đó, không bao giờ tiểu ở ngoài đâu. Còn tắm rửa cho em á thì như là mẹ em tắm, thì cứ 2 ngày là mẹ em sẽ tắm cho su một lần. Nên năm nay người su sạch sẽ cực kỳ luôn, thơm lắm. Em đây mà nhiều lúc cũng hơn bằng su luôn á. Su sạch kinh khủng luôn, su đẹp lắm. Su bây giờ nói chung là như là thành viên trong gia đình luôn á. Nên được mẹ em cưng chiều dữ lắm.